xin chào quý vị, trở lại với chương trình An sinh xã hội Social Security. Thì cái phần trước Jack đã nói nhiều về cái vào mạng thì mình có thể làm được những gì, nhưng Jack quên nói là cái địa chỉ của Internet của Social Security. Jack xin nhắc lại là địa chỉ của Social Security trên mạng đó là socialsecurity.ssa.gov. Nha quý vị nhớ nhé. Socialsecurity.ssa.gov. Mặc dù là trên mạng nhưng mà chúng tôi không có phải là mở 24 giờ nên nha quý vị. Ngay cả cái computer cũng cần phải nghỉ. Thật ra không phải nó mệt mà nó nghỉ, mà chúng tôi cần shut down để mà bảo tồn những cái chi tiết đó và update cho cái ngày hôm sau. Thì từ thứ hai tới thứ sáu đó thì hệ thống Internet của Social sẽ mở từ 5 giờ sáng cho tới 1 giờ sáng ngày hôm sau. Thứ bảy đó thì từ 5 giờ sáng tới 11 giờ tối. Chủ nhật từ 8 giờ sáng tới 11 giờ 30 tối. Quý vị nhớ nhé. Thì quý vị nào đi làm về đó vẫn còn rất nhiều thời gian cho tới 11 giờ tối hoặc là ngày thường tới 1 giờ sáng để mà vào thăm cái căn nhà của chúng tôi nhé. Chắc có một câu hỏi đó là chúng tôi rất là thường được hỏi, đó là tôi có mở một cái account với Social Security rồi, nhưng mà nhiều khi mình quên cái password đi, hoặc là những cái câu hỏi đó mình trả lời không đúng tại vì lâu quá mình không có vào. Thì khi mà quý vị trả lời không đúng những câu hỏi hoặc là đánh sai cái số mật mã vào 3 lần là Social Security sẽ block, là chúng tôi sẽ chặn và đóng cái hồ sơ quý vị để bảo vệ cái hồ sơ và cái ID của quý vị đó. Chúng tôi ba lần mà mình trả lời sai đó thì chúng tôi sẽ đóng hồ sơ. Thì nếu mà trường hợp đó xảy ra thì phải làm sao thưa quý vị? Như Jack vừa nói đó, để bảo vệ cái hồ sơ cho quý vị đó, thì nên nếu quý vị bị block, bị đóng hồ sơ mà cái account của Social Security đó, thì quý vị cần phải vào những văn phòng của Social Security địa phương để mà unblock, để mà chúng tôi mở ra lại cho quý vị. Quý vị cần phải mang một cái thẻ ID bằng lái xe ID có hình vào để mà chúng tôi xác định danh tánh. Sau đó chúng tôi sẽ unblock, là chúng tôi sẽ mở hồ sơ lại cho quý vị. Và quý vị sẽ tiếp tục sử dụng như xưa. Quý vị nhớ nha. Thì quý vị nên nhớ là mình nên tận dụng những cái dịch vụ ở trên mạng, tại đó là cái phương tiện rất là dễ sử dụng và tiện lợi. Và chúng tôi bảo mật tất cả những chi tiết trên mạng rất là kỹ. Quý vị nên yên tâm. Và trong tương lai đó quý vị, 5 năm tới, 10 năm nữa, 15, 20 năm nữa thì cái vấn đề mà giao dịch trên mạng đó, ngay cả với các cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ, sẽ là một cái hình thức mà giao dịch thông dụng hơn là vào tận văn phòng. Thì quý vị nên tập làm quen và sử dụng nó càng nhiều càng tốt, vì đó là cái hướng đi tới trong tương lai đó, thưa quý vị. Rồi, thì chắc có một số câu hỏi thì bây giờ mình tự hỏi mình trả lời nha quý vị nha. Ok, thì câu hỏi thứ nhất đó, tôi đi làm việc một số năm rồi, bây giờ tôi muốn biết là làm sao để mà có được những cái tín chỉ của Social Security và bao nhiêu mới đủ, chúng tôi phải đi làm việc bao nhiêu năm. Thưa quý vị, chúng tôi dùng cái tiền lương bổng thu nhập của quý vị trong suốt một năm để mà tính cái tín chỉ của quý vị. Một năm đó, trong năm 2015 này, nếu quý vị làm được $1,220, $1,220 nha quý vị, là quý vị được đủ một cái tín chỉ. Nhá. Thì quý vị nếu mà làm đủ một năm đó là có bốn cái tam cá nguyệt, bốn cái quarter là bốn cái tam cá nguyệt đó, là bốn cái tín chỉ. Thì nếu mà quý vị làm đủ trong suốt một năm đó, thì một tín chỉ là 1,220 nhé. Thì mình làm đủ bốn tín chỉ một năm, và
chúng tôi cần ít nhất là 10 năm. Thì quý vị phải làm trong vòng 10 năm, mà không có nhất thiết, quý vị không nhất thiết là mình phải làm liên tục 10 năm. Có thể là quý vị làm 2 năm, xong rồi ngưng, xong rồi làm tiếp tục vài năm nữa, xong rồi lại ngưng, xong rồi sau đó mình làm tiếp tục vài năm nữa. Thì không có nhất thiết phải liên tục, miễn là sao trong suốt quá trình đi làm quý vị đó, mà cộng lại là quý vị làm trên 10 năm, thì quý vị đủ 40 cái tín chỉ với Social Security nhé. Nhưng mà về cái tín chỉ để mà xin tiền bệnh đó, thì nó hơi khác với lại tín chỉ để mà xin tiền hưu nhé. Chắc sẽ nói sao về cái vấn đề đó. Rồi, câu hỏi kế tiếp là tôi đang dự tính sẽ về hưu, và tôi muốn biết là cái số tiền hưu tối đa mà Social Security sẽ trả ra đó là bao nhiêu. Cái này nhiều người muốn biết lắm. Thưa quý vị, thì trong cái năm 2015 này, quý vị nên nhớ đó, cái số tiền hưu bổng mà mình sẽ nhận được đó, tùy theo vào cái tuổi mà mình nhận tiền hưu trong trong cái năm đó nha quý vị nhé. Cái tuổi rất là quan trọng. Lấy thí dụ đi, trong năm 2015 này quý vị được 62 tuổi, là cái tuổi sớm nhất mà mình có thể lấy tiền hưu đó, thì cho là quý vị 62 tuổi đi, thì đối với Social Security đó, trong năm 2015 này số tiền tối đa mà một người 62 tuổi có thể nhận được đó là 2025 đô la tiền hưu đó. Số tiền hưu tối đa ở 62 tuổi mà có thể nhận đó là 2025. Còn nếu mà chờ tới trọn tuổi hưu đó, là hiện nay đó, trong năm 2015 đó là 66 tuổi. Nếu quý vị nào mà 66 tuổi đó và muốn biết nếu mà cái số tiền tối đa mà mình có thể lấy được bao nhiêu đó, thì quý vị trong 2015 đó, số tiền tối đa là 2.663. Nếu quý vị nào mà đi làm việc lương cao tối đa, thì tới 66 tuổi, số tiền nhiều nhất có thể nhận đó là 2.663. Một số người họ không muốn lấy, ngay cả tới 66 tuổi rồi họ vẫn không muốn lấy. Thì sau 66 tuổi đó, mỗi năm mà quý vị không lấy tiền và trì hoãn cái tiền hưu của mình đó, thì chúng tôi sẽ cho quý vị thêm 8% mỗi năm. Thì như vậy đó, tới năm 70 tuổi đó, số tiền của hưu quý vị sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng cái số tiền tối đa mà mình có thể nhận được ở 70 tuổi đó là bao nhiêu? Thưa quý vị, số tiền tối đa ở 70 tuổi trong năm nay đó là 3.500 đô la. Thì quý vị nào mà chờ cho tới 70 tuổi mới chịu lấy đó, thì con số tối đa quý vị sẽ nhận mỗi tháng đó là 3.500 nha, 3.500 đô la. Thì có rất nhiều yếu tố. Nhiều người hỏi là tôi nên lấy bây giờ, tôi chờ 1 năm nữa, 2 năm nữa, tôi chờ tới 66, 67 tuổi. Thì câu hỏi này không có ai có thể trả lời được, chỉ có quý vị có thể tự trả lời cho mình thôi. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thưa quý vị. Thứ nhất là cái hoàn cảnh tài chính của gia đình, và đồng thời những cái yếu tố khác liên hệ trong cái đời sống hàng ngày, chẳng hạn như là tình trạng sức khỏe của quý vị. Quý vị có khỏe mạnh hay không? Quý vị nghĩ là quý vị có thọ tới lâu dài hay không? Để mình có những cái quyết định nó sáng suốt và nó có ích lợi cho mình. Nhưng nếu một mình mà mình yếu ốm bệnh hoạn, mà mình tiền mà mình không chịu lấy, mình cứ chờ 5 năm nữa mình mới lấy, thì nó có vẻ nó không có thực dụng gì mấy. Thưa quý vị, phần tới đó là chắc sẽ trả lời thêm một số câu hỏi. Xin quý vị đừng giờ máy, và chúng tôi sẽ trở lại trong chốc lát.